buồn cười quá, truyền bịp với mình vừa nhắn tin chửi nhau. Xong nó kêu mình là cái gì nhỉ? Nó nói chuyện, nói thật với mọi người nhá, một thằng đàn ông biết còn sai lỗi chính tả mà lại còn cứ thích đi chửi nhau, chửi chữ với cả tao, thì chắc chắn mày có uốn, mày học hàng mấy năm nữa thì mày cũng đéo chửi nhau lại với tao đâu chuyện. Còn mày đừng bao giờ mày mở mồm ra mày nói là ra đây gặp mày rồi đi ra Mỹ Đình em ra kia, không, tao không có nhu cầu, tao gặp mày tao nói rồi nha, không có nhu cầu gặp mày. Xong mày bảo tao là cho địa chỉ, tao cho địa chỉ rồi nha. Còn mày không đến thì mày cũng là thằng lôn ăn và mõm thôi. Còn tao nói cho truyền bịp nghe, mày càng nói mày càng ngu. Mày kêu tao nhắc cái tệ tao, rõ ràng mày nhận mày nhắc tên tao, tao còn gì. Xong giờ lúc mày nhắc mày kêu mày chối, mày vừa nhận là mày nhắc tên tao, xong giờ mày lại còn chối, xong tí mày lại bảo mày nhắc tên tao. Nghĩa là sao? Thế tao hỏi mày vậy là có nhắc hay là không? Còn tao nói để cho mày nghe này, mày có học hàng vài năm nữa, hàng vài chục năm mẹ luôn ấy, mày cũng không chửi nhau lại với tao đâu, tao thật với mày thế. Cái loại mày chưa có tực, cũng có cửa mà chưa có tuổi, hiểu chưa? Đến thằng anh mày còn chưa chửi nhau được lại với tao thì mày nghĩ là mày có cửa không? Hiểu chưa? Nói cái gì mình phải có một cái logic. Bản thân mình ăn không lên đòi, nói không lên lời, đầu toàn cấp không thì mình nghĩ sao mày nói lại với tao? Hiểu chưa? Cho nên là bớt đi. Còn tao nói để cho mình nghe này, cái video này tao cũng đéo quan tâm. Và cái video này, cái video lần cuối cùng nha, để tao nói đến tên mày. Còn tao nói để cho mày nghe, mày đừng bao giờ mày nhắc đến tên tao trong cái mồm của chúng mày nữa. Mày nhắc cái tên tao mày kêu mày ghét nhất mà. Còn tao nói luôn nhá, tao không câu view, không bán hàng. Còn mày á, là mày bán đồ cờ bạc bịp, mày mới cần view. Tao cần gì view đâu, đừng kêu là tao cần view. Còn trước khi mình muốn hiểu tại sao những cái đứa đấy tao lôi lên thì mày phải tìm hiểu cho rõ. Chứ còn mày đừng có nghĩ mày nói khơi vậy. Tao không phải là một con động ai tao cũng nói, động ai tao cũng chửi nhá, thằng truyền bịp nhá, tao nói. Và cái video này là video cuối cùng, tao cũng đéo thằng nhắc cái tên mày luôn. Còn mày nghĩ là mày có việc để làm á, mày làm đi hộ tao cái, nói được làm được, đàn ông nha. Tao nói trước mày đấy, mày nghĩ mày dọa ma, dọa quỷ, mày dọa ai? Tao đéo sợ ma, cũng đéo sợ quỷ, hiểu chưa? Tóm lại là đừng có dọa tao. Còn mày xin địa chỉ ở tao cho mày rồi đấy, đến đi. Định cắn đít tao à hay là như nào? Còn tao nói cho anh mày biết, mày là đàn ông mà đừng kêu lên mày nói là ôi trời ơi mày phải ra Mỹ Đình gặp tao. Tao có đéo có nhu cầu gặp mày, hiểu chưa? Đàn ông kỳ thế nha, đừng có kêu người khác đến chỗ mình nữa, hiểu chưa? Bản lĩnh á thì đi tìm tao đi. Tao nói rồi đây, sao mày cứ động tí, mày cứ dọa ma dọa quỷ làm gì? Vui vẻ không quạo, đừng có cáu nha. Cái video này cũng là video cuối cùng tao nhắc cái tên mày, chứ nhìn mày bẩn bỏ mẹ, nhắc tên mày làm đéo thì câu view làm gì?